Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bà lão xấu số bị mai táng cùng những nghi vấn. Chiều ngày 2 tháng 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Hiệp Hòa, sau nhiều ngày điều tra, tìm kiếm đã bắt giữ đối tượng Thân Văn Vịnh, sinh năm 1995, ngụ thôn Ngọc Cốc, xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa, để điều tra về vụ việc sát hại bà Trần Thị Thỉnh, sinh năm 1925, là bà nội của Vịnh. Vụ việc được phát hiện vào sáng ngày 22 tháng 4. Chị Trần Thị Hợp, sinh năm 1984, con dâu nạn nhân, mẹ kế của hung thủ, bàng hoàng, phát hiện mẹ chồng tắt thở từ lâu. Con cháu tề tựu đầy đủ, đều nhận thấy sự ra đi của bà lão không bình thường. Tóc của bà lão rối tung, rũ rượi, đại thể nằm trên giường, một chân co, một chân duỗi. Túi đựng tiền ngày thường vẫn được cột ngang thắt lưng, chưa bao giờ bà lão rời ra, nhưng nay không thấy đâu nữa. Người nhà còn phát hiện trên thi hài nạn nhân có nhiều vết thâm, đặc biệt ở cổ lại có hai vết bầm đến tím đen. Tuy nhiên, mọi người vẫn quyết định đưa bà lão đi mai táng cùng nhiều nghi vấn. Sau đám tang, mọi người mới có nhiều thời gian ngồi lại với nhau xem xét sự việc. Nhận ra có quá nhiều nghi vấn không giải thích được, đặc biệt là số tiền bà lão vẫn mang trên người, không cánh mà bay. Mọi nghi vấn đổ dồn vào đứa cháu đích tôn của bà lão tên Vịnh. Những ngày đưa ma cho bà, gia đình không thấy mặt đứa cháu đích tôn đâu. Vịnh biến mất, không liên lạc được. Đặc biệt hơn, một người chợt nhớ ra, buổi sáng trước hôm bà mất, Vịnh xin tiền bà đi chơi. Không được thì đứa cháu hỗn láo, dọa dẫm. Chỉ 50.000 thuốc chuột là xong. Đau lòng, khai mộ, tìm chứng cứ. Dòng họ khi ấy chỉ làm hai phe tranh cãi quy liệt. Có ý kiến đặt ví dụ, nếu bà lão bị cháu đích tôn sát hại thì cũng nên cho qua. Bà lão thì đã già, đứa cháu lại còn quá trẻ. Nếu báo chính quyền, đứa cháu sẽ phải ngồi tù trả giá. Luôn ý kiến thứ hai là của đa số, nhất quyết phải tố cáo tội ác, chấp nhận đau thương, khai cột mộ bà lão để làm rõ trắng đen trước pháp luật. Trong vòng 6 ngày sau khi bà lão qua đời, mỗi ngày có đến 2 cuộc tranh luận nổ ra giữa những người thân. Ngày 27 tháng 4, những ý kiến đã được chốt lại, gia đình đi đến quyết định chính thức. Dù muộn còn hơn không, mọi người cử ông Thân Đức Khang, sinh năm 1972, con trai bà lão, bố đẻ của nghi phạm, gửi đơn trình báo lên Công an huyện Hiệp Hòa. Được sự đồng ý của gia đình, cơ quan điều tra tổ chức khai quật, khám nghiệm thi hài, giám định nạn nhân qua đời do tác động ngoại lực, mất do ngạt thở. Đứa cháu đích tôn của nạn nhân được xác định là nghi phạm số 1. Hồ sơ tại cơ quan điều tra cho thấy Vịnh có nhân thân xấu, lười lao động trong khi lại ham mê game online. Và đặc biệt, hắn vừa bị Công an quận Đống Đa Hà Nội khởi tố về tội trộm cắp xe máy, xong cho tại ngoại. Mặc dù gặp khó khăn do từ hôm bà Thỉnh mất, Vịnh không có mặt tại nhà chịu tang. Nhân chứng, vật chứng liên quan đến vụ án hầu như không có. Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau gần một tuần lần theo dấu vết, khoảng 16 giờ ngày 2 tháng 5, lực lượng chức năng đã bắt được Vịnh tại khu vực bến xe Mỹ Đình, Hà Nội, di lý đối tượng về Bắc Giang. Sau hơn 2 giờ quanh co chối tội, đối tượng thừa nhận sát hại bà nội. Bước đầu, đối tượng khai do biết bà nội có tiền để ở thắt lưng, bố đi làm xa, ông Khang đi làm phụ hộ ở Hà Nội. Mẹ hai ngủ trong buồng nên vào lúc 23 giờ ngày 21 tháng 4, y nảy sinh ý định sát hại bà để chiếm đoạt 2,7 triệu đồng. Sau khi gây án, khi trời vừa mờ sáng, đứa cháu bất hiếu đi bộ ra ngoài đường, lang thang sang tận huyện Phú Bình, Thái Nguyên, bắt taxi lên thành phố Thái Nguyên, vào quán internet chơi game. Trung tá Nguyễn Ngọc Oanh, cán bộ phòng BC45, người trực tiếp truy tìm Vịnh cho biết, toàn bộ số tiền cướp được Vịnh tiêu xài chơi game hết. Khi bị bắt, y chỉ còn 21.000 đồng. Người mẹ gián tiếp đẩy con vào đường tội ác.
mà lão xấu số trong vụ án này quả là khổ cả đời. Bác của hung thủ, con của nạn nhân cho biết, bố mẹ tôi sinh con khó nuôi nên không có con cái. Ông bà đã đi xin được tôi và cha của Vịnh về nuôi. Cha của Vịnh sức khỏe yếu, trí tuệ kém đình lợi hơn những người khác. Năm 19 tuổi, cha của Vịnh cưới vợ để đỡ đần cha mẹ tuổi già yếu. Vịnh là đứa cháu đích tôn mà ông bà mong đợi và yêu chiều nhất. Ông nội là thầy giáo tiểu học nên khi về già nghỉ hưu thì có lương hưu thường cho tiền cháu tiêu pha. Cách đây gần chục năm, ông nội hung thủ bị ốm, nằm liệt giường thì mẹ của Vịnh xin gia đình đi học tiếng nước ngoài để đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Bác hung thủ cho biết, thế nhưng gia đình không thấy thím ấy đi học đâu mà toàn dắt đàn ông về nhà. Có lần thím ấy dẫn bạn trai về nhà, gia đình còn mổ gà mời ăn, rồi đem đi ngủ thì người bạn ấy ngủ cùng thím ấy. Một thời gian sau, người đàn bà ấy bỏ đi để lại câu nói đau lòng. Con cái của tôi làm được thì ăn, không làm được thì đứng đầu đường xó chợ. Đi ăn trộm ăn cắp cũng mặc kệ, tôi chỉ là người đi đẻ thuê. Ông nội của hung thủ vốn là một thầy giáo, đau lòng trước cảnh gia phong trong nhà tan lụi. Ông lão đau yếu, bệnh tật qua đời. Sau đó bố Vịnh ra tòa, ly hôn và cưới vợ mới. Từ ngày ông nội mất, bố có vợ hai, Vịnh bỏ bê học hành, thường đi chơi lêu lổng cùng đám bạn. Mỗi khi về nhà, cậu thường gây chuyện với mẹ kế. Mọi người cho biết chưa bao giờ Vịnh gọi mẹ kế là mẹ hay cô, mà hỗn láo, sừng mày tao. Đứa cháu bồng bột cũng luôn hăm hè, đổ lỗi bà nội là nguyên nhân đã chia rẽ mẹ con mình, mỗi người một nơi. Chàng thiếu niên khát khao tình cảm của mẹ, trước khi gây án ít ngày, đã lấy xe máy của bạn, mang đi cắm, lấy tiền đi vào Nam thăm mẹ. Thế nhưng khi biết chuyện, mẹ Vịnh đã không khuyên nhủ gì, mà mắng chửi con thâm tệ. Sau đó lên công an trình báo. Vịnh bị bắt, di lý từ miền Nam ra Hà Nội, bị khởi tố về tội trộm cắp xe máy. Hoàn cảnh gia đình không giống ai, đã đẩy một thanh thiếu niên vào con đường hư hỏng. Học hết lớp 9, Vịnh không chịu đi học nữa. Do không được dạy bảo đúng cách, Vịnh lại có tính hay tắt mắt. Hễ ông bà, người thân quên cất tiền là thó mắt để đi chơi điện tử. Người cha nhiều lúc dắt Vịnh đi theo cũng làm nhưng chỉ được vài ngày. Đứa con lười lao động lại mò về nhà, không có tiền tiêu vặt thì ngửa tay xin bà nội. Trao đổi sự việc với ông Thân Đức Đồng, sinh năm 1960, phó thôn Ngọc Cốc. Vị phó thôn cho biết hung thủ là một người ngỗ ngược, lười lao động, nếu không đi chơi game cả ngày thì cũng ngủ, không chịu đi làm. Vị phó thôn cho biết bên cạnh đó do thiếu sự bảo ban, chỉ dạy của người lớn, gia đình ly tán, mỗi người một nơi. Chị gái đi lấy chồng ở Bắc Ninh cũng đã ly hôn. Em trai về sống với ông bà ngoại. Bố thì đi phụ hồ quanh năm suốt tháng. Mẹ đi vào Nam làm ăn biệt âm vô tín. Nên đứa con mới hư đốn đến thế. Đây cũng là một bài học cho các gia đình trong việc dạy dỗ con cái. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.